Xin kính chào quý cô chú chị và bạn. Hôm nay cùng lên Sài Gòn để ghi hình và gửi cho quý vị và các bạn xem về Sài Gòn buổi sáng. Xin mời quý cô chú chị và bạn cùng Cường thả bộ để mình đi những cái con đường Sài Gòn để mình ngắm nhìn những con đường buổi sáng của Sài Gòn nó như thế nào nhé. Kính chúc quý cô chú chị và các bạn nhiều sức khỏe, an lành và tràn đầy niềm vui. Hiện tại Cường đang đứng ở cái góc đường Nguyễn Huệ và đường Lê Thánh Tôn. Trước đó là cái tòa đô chính Sài Gòn, cũng là đối diện của cái con đường phố đi bộ Nguyễn Huệ. Đây là một cái hàng cây sứ rất là đẹp nha quý vị. Tại đây á, cái góc này á, thì Cường thấy nhiều tất cả bạn trẻ thường tới đây để chụp hình, và có cả mấy người nước ngoài tới đây để chụp hình luôn á quý vị. Tại cái ngay cái góc view này rất là đẹp, thì bông hoa sứ rụng ngay ở cái bãi cỏ này. Đây bông sứ nè, bông sứ nhà nàng trong bài hát đó. Nhưng mà ở đây là bông sứ ngoài đường. Bông rất là đẹp, Cường thích bông sứ. Đây là vòng xoay Bùng Binh, Nguyễn Huệ và đường Lê Lợi. Trước khi vòng xoay Bùng Binh này đó, người ta gọi là Bùng Binh Cây Liễu. Từ khi cái công trình Metro Bến Thành Suối Tiên làm tại đây á, thì Bùng Binh vòng xoay cây liễu này đã bị phá dỡ và bỏ. Bây giờ khi Metro Bến Thành Suối Tiên làm xong á, thì tại đây Bùng Binh vòng xoay này đã phục dựng lại bây giờ đó. Nay buổi sáng Cường đi lên đây sớm á, thành ra cái con đường phố đi bộ Nguyễn Huệ này vắng người. Bởi vì buổi sáng hôm nay rất là nắng nóng quý vị. Để có cái anh làm vệ sinh này, anh làm quét dọn ngay cái phố đi bộ Nguyễn Huệ này. Buổi sáng sớm là mấy anh này người ta dọn dẹp ngay cái đường phố đi bộ Nguyễn Huệ đó quý vị. Đây là có cái anh này anh tưới cây nè. Ngay phố đi bộ Nguyễn Huệ này buổi sáng thường có mấy đàn chim bồ câu đó quý vị. Đáp đây để ăn những thóc lúa thóc á, ta rải đây, thành ra nó hay tụ tập đây để nó mấy con chim nó ăn. Cường rất là thích cái con chim bồ câu nè, bởi vì Cường lên đây Cường hay quay mấy cái cảnh mà chim bồ câu á, thấy đẹp dữ luôn. Đây trên bầu trời nắng chiếu tỏa luôn á. Dạo này ở Sài Gòn nắng rất là nóng nha quý vị, buổi sáng và tới trưa nắng dễ sợ luôn á. Đây ở đằng xa có một đoàn khách du lịch nước ngoài, có cái anh hướng dẫn viên du lịch. Mùa này Cường thấy ở Sài Gòn có nhiều khách du lịch đổ về Sài Gòn để người ta tham quan quý vị, đi theo đoàn theo đoàn. Mấy năm trước tại đây là người ta hay buổi chiều hay để cái đài phun nước ở đây nè. Còn bây giờ là Cường thấy dạo này mấy năm về sau này không có còn nữa. Cái tòa tháp Vitexco dạo này là coi như hoạt động, chỉ có hoạt động phía dưới thôi quý vị. Bởi vì về kinh tế làm ăn khó khăn á, thành ra cái chỗ này người ta không có thể mướn được, tại vì nó quá cao mà người ta bán buôn bán không được á. Thành ra bây giờ đóng cửa, tại ngay Vitexco đóng cửa, chỉ có hoạt động ở tầng dưới quý vị. Đây có cái anh quét dọn làm vệ sinh tại đây nè. Sáng sớm Cường đi phố Nguyễn Huệ á, thì Cường hay bắt gặp những anh làm vệ sinh về quét dọn đường phố nè. Cường rất là trân trọng và thương những cái người mà làm vệ sinh về môi trường á, bởi vì có những cái người này á, thì cái đường phố mình mới sạch đẹp. Đây ở cái góc này có một cái tượng xích lô, xe xích lô, cái anh xích lô này ngắm kiến ha. Xong mà chở cái người con gái này cầm hoa nó gì, mặc áo dài rất là đẹp cái gì hết.
Có cái anh xích lô này đội nón ngược lên và dạ, má mắt kiến đó chứ. Có cái anh này tập thể dục mà phơi nắng nha. Đây là góc đường Nguyễn Huệ và đường Tôn Đức Thắng, đường Phượng Để xưa đó. Con đường Tôn Đức Thắng này á, xe rất là đông quý vị. Mình qua từ đây, mình qua bên cái công viên Bến Bạch Đằng á, rất là khó khăn. Giờ này sáng sớm nắng chói chang luôn á, nắng dễ sợ luôn. Bây giờ Cường tiếp tục đi thẳng xuống dưới cái tượng Đức Thánh Trần, đó là cái công trường Mê Linh đó, cái công viên Mê Linh đó quý vị. Cái góc đường Đồng Khởi, đường Tự Do xưa, đối diện ngay cái khách sạn Maritz. Đây là cái quán cà phê Ru Nam, đây là khách nước ngoài vô đây uống nhiều. Có cái đoàn du lịch khách nước ngoài này, có cái anh hướng dẫn viên du lịch đi theo nhóm nè. Bây giờ ở góc ngay cái con đường này người ta đặt cái đèn giao thông á, thành ra mình đi qua đường á nó dễ hơn, nó đỡ sợ, chứ lúc trước không có đèn này á mình qua đường nó khó khăn lắm. Phía bên tay trái đó là khách sạn Riverside Sài Gòn ấy. Đây có khách người ta đẩy đồ vô trong khách sạn. Còn đây là khách sạn lớn đối diện với tượng Đức Thánh Trần, đó là Renaissance Riverside Sài Gòn. Cường đã đến ở cái góc con đường Công Cường Mê Linh và đường Tôn Đức Thắng rồi này. Đây là tòa tháp Pitexco là cái gì? Còn đây là Mê Linh Office.
kế bên là tòa nhà Houston đó, mới xây nhưng mà chưa hoạt động nha quý vị. Còn cái tòa nhà màu trắng có phải là cái ngân hàng phát triển không, nhưng mà có cái tên là gì Cường không có, cũng chưa rành. Nếu mà không đúng thì sorry nha quý vị. Cường xin phép tạm dừng và khép lại video này. Cảm ơn quý vị và các bạn luôn theo dõi và ủng hộ trên kênh Cường. Bye bye, hẹn gặp lại đại gia đình.